Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh. Dương lịch ngày 30 tháng 8 năm 1977, âm lịch ngày 16 tháng 7 năm Đinh Tỵ sinh vào giờ Dần. Tức là khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng thân cư quan lộc. Năm xem 2024 năm Giáp Thìn 48 tuổi. 48 tuổi thì đang nằm trong đại vận ở cung quan lộc, thời gian là từ 42 cho tới 51 tuổi. Đại vận này có cự môn hóa kỵ, dễ bất sinh bất mãn, dễ sinh thị phi, dễ sinh đố kỵ. Công danh sự nghiệp các thứ là nó sẽ hơi trục trặc một chút. Thế nên khi gặp cái đại vận này thì nó cũng nói chung là nên thận trọng, không nên phô trương, nên kín đáo, nên cẩn mật, nên giấu tài thì là tốt nhất. Trong cái đại vận này có tả phù với bật, có quyền, có lộc, có khôi, có việt, thì tượng là gì? Khi gặp khó khăn trông gai có cái sự tương trợ trợ giúp. Tất nhiên trong cái đại vận này công danh sự nghiệp nó vẫn tốt, nhưng mà nó vẫn tốt nhưng mà xu hướng của nó vẫn là phải trắc trở. Thế nên là cần kiên trì là một, cần nhẫn nại là hai, cần phải gì hài hòa các cái mối quan hệ, cố gắng hạn chế xung đột, mâu thuẫn, thị phi thì là tốt nhất trong cái đại vận này. Đợi sang cái đại vận sau, 52 đến 61 nó sẽ tốt hơn, công về công danh, về sự nghiệp vân vân. Rồi tiếp theo, Đinh Tỵ tuổi âm, âm nữ mệnh đóng tại cung ngọ là cung dương, âm dương nghịch lý, mệnh thổ cục thủy, mệnh khắc cục, thế nên nó chủ về tuổi trẻ. Về cái công việc, về cái sự nghiệp, về cái học hành thi cử các thứ là nó chưa được như ý cho lắm. Mệnh có thái dương thì thông minh, trí tuệ, học hành tốt, trí sáng hơn người. Có mỗi cái là gì? Do âm dương nghịch lý, mệnh khắc cục, thêm nữa thân cư quan lộc có cự môn hóa kỵ thì dễ sinh phát sinh cái sự bất mãn, tức là không đạt được những cái mục tiêu thành tích mình đề ra. Tại vì chí hướng của người thái dương rất là cao xa, hình ảnh của mặt trời mà. Tiếp theo, thân cư quan lộc, mẫu người chăm chỉ, chịu khó, đam mê, có công hiến trong công việc, có sự nổi danh nổi tiếng, nhưng đi kèm cũng là một chút tai tiếng thị phi, đó là cự môn hóa kỵ. Thêm nữa thân cư quan này là mẫu người chăm chỉ, chịu khó, đam mê, kiêm nhiệm được nhiều công việc, có khả năng xử lý được rất tốt cho các cái công việc. Khi mà gặp khó khăn trắc trở là sẽ có quý nhân trợ giúp. Đó, tại vì sao lại xử lý tốt công việc? Một là mệnh có thái dương. Thái dương là ánh sáng của mặt trời, tức là soi sáng cái bóng tối. Thế nên người thái dương đi đến đâu thì gì? Trí tuệ tỏa sáng ở đấy. Đi đến đâu công việc gặp khó khăn bế tắc là khơi thông ở đấy. Đó chính là hình ảnh người thái dương. Nếu muốn năng lượng tích cực hãy chơi với người thái dương. Đó, ánh sáng, hào quang. Đi vào cùng mệnh, mệnh là thái dương ạ. Thái dương ở đây là tổ cách là dương lương cự môn. Có văn khúc, có lộc tồn, có đào hoa, có tướng quân này, có quốc ấn này, thân cư quan có tả hữu, có quyền lộc, có ân quang thiên quý. Thế nên tượng là nó dễ nổi danh nổi tiếng rồi. Tại vì hình ảnh của thái dương là mặt trời. Rồi thái dương mà đi văn khúc thì ăn nói giao tế giao tiếp tốt, ý chí nghị lực tinh thần, cái năng lượng, cái nhiệt huyết, cái sự bền bỉ là hơn người, chính là sao thái dương. Người thái dương thì không vướng vào các cái chuyện rối rắm khó xử về mặt tình cảm. Người thái dương thì nói chung là sẽ dùng lý trí nhiều hơn tình cảm, nhưng mà lá số này thái dương đi văn khúc đào hoa thì về cơ bản nó khá là cân bằng cái chuyện liên quan đến gì, lý trí và tình cảm. Thái dương là cái sao nó chủ về lý trí, đi văn khúc đi về đào hoa nó khá là hài hòa. Tiếp theo thái dương thì nó chủ về quang minh chính đại, nó chủ về hào phóng rộng lượng, nó chủ về tâm cao khí ngạo, tức là gì, có năng lực lãnh đạo, có năng lực điều hành, cái tôi cao, cái tự ái lớn, không muốn đứng dưới người khác, luôn cho bản thân mình là cao hơn người khác, cũng chính hình ảnh của người thái dương. Thái dương thì có thể tranh quyền đoạt lợi được, có thể đấu đá được, nói chung là năng lượng sự tích cực nó cực kỳ là dồi dào, thông minh trí tuệ có. Thái dương dần đến ngọ là chiều cát vượng, trí thông minh, hình tướng gọn gàng. Đấy, thông minh này, hình tướng mặt mũi tươi sáng đẹp cũng chính là người thái dương, đặc biệt khi đi với đào hoa. Thế nên thái dương đi văn khúc đào hoa thì nói chung cực kỳ có duyên. Đấy, tuổi trẻ là gì, lắm anh yêu, nhiều anh thích là rõ ràng là cái lá số này. Tiếp theo, người thái dương thì khi mà thái dương cư ngọ thì có hiện tượng khắc những người thân ở phái nam ở trong nhà. Đấy, trong cái trường hợp này xét cung phụ mẫu, xét cung huynh đệ, xét cung phu thê tử tức thì có hiện tượng là khắc anh em cha là một, tiếp theo là gì, tử tức là hai. Cái hiện tượng xung khắc thì cũng có thể hiểu là khó ở gần nhau, thiếu sự quan tâm với nhau, khó hợp tác. Ở đây cung huynh đệ là gì? Vũ khúc phá quân, hỏa tinh, đà la, không kiếp thì rõ ràng là không hợp rồi. Cung tử tức thì lại có hình, có song hao, có kình, có địa không. Thế nên là cũng tượng là gì? Không hợp một chút. Còn cung phu thê thì sáng sủa hơn, đó là thiên đồng. Thiên đồng đi với tả hữu, đi với quyền lộc, đi với ân quang, thiên quý, ân tình, nghĩa nặng. Mặc dù có cô quả anh chị nhá, mặc dù cô quả nhưng mới được cái. Thái dương cũng chính là hình ảnh của người chồng, được cái. Thế mà thái dương ở đây là miếu, sáng, cộng thêm sao đào hoa, thế nên nó khá là tốt. Tất nhiên vẫn có cái thời gian là gì, phải ở xa nhau, đó là do cô thần quả tú, do linh tinh nó chiếu về. Tiếp theo, dần đến ngọ là chiều cát vượng, trí thông minh, hình tướng gọn gàng, ở ăn tươm tất đàng hoàng, trụng điều phước thiện, tránh điều vô liêm. Thái dương là người quang minh chính đại, không làm điều ác, nói chung là chỉ làm điều thiện. Chỉ có cái là gì, tranh đấu, tranh đá, tranh quyền đoạt lợi là cũng có. Nói chung là có ý chí nghị lực của nấng nam nhi, cũng chính là sao thái dương.
Tiếp theo Thái Dương, Thái Dương thì chủ quan quý, chủ về công danh, chủ về khoa bài. Thế nên là gì? Rất lợi về công danh, sự nghiệp, học vấn, thi cử vân vân, tranh quyền đoạt lợi. Đặc biệt khi cung mệnh ở đây là cách cục là Dương Lương Lộc, có văn khúc thay văn xương, mà cung Thiên Di rất đắc cách, ra ngoài dễ được quý nhân đề bạt, nâng đỡ trợ giúp cân nhắc. Cung Thiên Di là Thiên Lương, Dương Lương Xương Lộc đi với gì? Đi với khoa quyền, song lộc, đi với thai phụ phong cáo, rất rất nhiều cát tinh. Tiếp theo Thái Dương chủ quan lộc tinh, ngọ cung hỏa mệnh, quang vinh nhất đời, quang vinh tỏa sáng. Địch quốc chi phú là người tranh quyền chi vị nhất thời khó thương. Địch quốc chi phú ở đây Thái Dương đi với lộc tuổi, nói chung là lúc nào dư giả tiền bạc hết lại có. Nói chung về công danh sự nghiệp, về cái mệnh cách thì rất là sáng, nhưng cái đường đi cái sự nghiệp để phát triển về công việc sự nghiệp tiền bạc thì hơi đáng tiếc một chút cho là số này. Và cái vận 32 đến 41 và vận 42 51 thì nó hơi trục trặc, nó hơi thị phi. Những cái vận như thế này thì nói chung là làm quản lý thì nó đỡ hơn, đầu tư vào kinh tế thì dễ thất bại. Cái thứ hai là gì? Trong những cái đại vận xấu như 32 đến 41 hoặc 42 đến 51 thì nói chung là phải kín đáo cẩn mật thì nó sẽ tốt hơn. Nếu có văn khúc, nó chủ về ăn nói tốt, nó chủ về giao tế giao tiếp tốt, Thái Dương giao tế giao tiếp tốt, dễ đưa làm người đứng đầu, đi bán hàng, đi truyền thông, rồi làm giáo viên, rồi là làm luật sư đều được hết, cũng chính là sao Thái Dương. Rất hợp những ngành nghề liên quan đến ăn nói, liên quan lãnh đạo, liên quan quản lý. Thái Dương đi văn khúc thì nói chung khả năng ăn nói tốt. Thái Dương chủ về lý trí, thêm sao văn khúc, thêm sao đào hoa thì cũng khá là lãng mạn, khá là đa tình. Đào hoa thông minh, trí tuệ, khôn ngoan, sắc sảo, đa tình một chút. Văn khúc đi với đào hoa nó chủ về làm đẹp, nó chủ về ẩm thực, nó chủ về giải trí, nó chủ về gì? Phong hoa tuyết nguyệt. Thái Dương là chủ quan, chủ quý, chủ công danh. Thế nên đóng vào lộc tồn thì công danh phú quý đầy đủ cả. Người có lộc tồn thì người ta gọi là trọng hậu đa y thực lộc. Thế nên thực lộc, cơm ăn áo mặc, rồi là tiền của các thứ là nói chung là nó chủ về dư giả. Thái Dương thì không nên đầu tư kinh doanh buôn bán, nên làm những cái lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu, liên quan đến tư duy, liên quan đến trí tuệ, liên quan đến máy móc, năng lượng, ánh sáng, chiếu sáng, điện thoại, giáo viên, nhà văn, nhà báo, bán hàng, truyền thông, marketing, đi đối ngoại thì cực kỳ là đắc cách. Tại vì hình ảnh của Thái Dương nó rất rõ ràng, nó rất rành mạch, nó quang minh, nó chính đại. Nó Thái Dương đi văn khúc, đi về đào hoa, nói chung sống rất là có ý vị. Rồi tiếp theo tài bạch cung. Tài bạch cung ở đây rất hay, vô chính diệu lại gặp triệt. Tài bạch gặp triệt, vô chính diệu gặp triệt, và quan trọng là có âm dương sáng chiếu. Âm dương sáng chiếu. Ở đây là gì? Có quốc ấn. Nếu khi mà có quốc ấn thì nhờ vào học thức, nhờ vào địa vị, nhờ vào chức quyền mà kiếm tiền nó sẽ tốt hơn. Cái tiếp theo ở đây là có văn xương văn khúc đi với thái âm thì nó chủ về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giải trí, du lịch là một trong những ngành nghề hợp. Tiếp theo ở đây nó có thái âm lại đi với song lộc. Song lộc thì tiền bạc, tài chính, kinh tế là một trong những ngành nghề hợp đối với lá số này. Mà Thái Dương đi với lộc tồn thì hoàn toàn là có năng lực quản lý về tài chính, kinh tế, tiền bạc. Quản lý thôi anh chị nha, chứ còn đầu tư là hơi rủi ro đấy. Tiếp theo cung tài bạch lại có đối diện cung phúc đức lại có thiên cơ đi với hóa khoa, nên dùng kiến thức, dùng trí tuệ, dùng cái sự sáng tạo. Người Thái Dương rất sáng tạo. Mà cung tài bạch lại vô chính diệu có thiên cơ đi với hóa khoa thì kiến thức, trí tuệ, cái sự uyên bát, cái sự thông minh, cái sự mưu cơ quyền biến, cái sự linh hoạt trong cách kiếm tiền cực kỳ là tốt. Thế nên dùng trí tuệ, dùng cái sự khéo léo, dùng cái mưu cơ để kiếm tiền là cực kỳ đắc cách. Cơ bản là cung tài bạch cũng tốt. Tiếp theo cung quan lộc thì hơi bất ổn một chút, cự môn đi hóa kỵ. Cự môn đi hóa kỵ thì nên làm những ngành nghề liên quan đến ăn nói, tại vì cự môn là cái mồm, cái miệng. Một là ăn, hai là nói. Ăn tức là liên quan đến ẩm thực, liên quan đến uống, liên quan đến nhậu nhẹt, nhà hàng, quán bar. Đấy, cự là cái miệng liên quan đến gì? Giao tế, giao tiếp, truyền thông, bán hàng, rồi là đối đáp, rồi là chia sẻ kiến thức, giáo viên, giảng dạy, nhà văn, nhà báo, luật sư, vân vân. Thái Dương thì lại Thái Dương là hình ảnh của mặt trời, thế nên là hoàn toàn đứng đầu được. Tiếp theo cự môn đi hóa kỵ thì hay gặp trục trặc, hay gặp thị phi. Nếu làm những ngành nghề liên quan đến ăn nói thì đỡ trục trặc thị phi hơn. Tiếp theo quan lộc có cự môn hóa kỵ, nó chủ về dễ sinh phát sinh mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp, thị phi, nói xấu sau lưng, đố kỵ, chèn ép. Và khi mà có cự môn hóa kỵ mà lại thân cư quan có cự môn hóa kỵ thì dễ sinh bất mãn trong công việc và cuộc sống, mặc dù tài năng thì có dư thừa. Thế nên là khi nó không đạt được cái mục tiêu, cái mục đích của mình thì dễ phát sinh các cái vấn đề liên quan đến gì, bất mãn cuộc sống một chút. Cự môn hóa kỵ sánh đôi, tâm tính bồi hồi chẳng khi nào yên. Tiếp theo khi cự môn hóa kỵ ở cung quan lại xung chiếu vào cung thê, phu thê thì gia đạo nó sẽ hơi lục đục một chút, nếu mang các cái bất bình, các cái bất mãn ở trong công việc cuộc sống về nhà. Rồi cung quan lộc ở đây là có tả phù hữu bật. Người có tả phù hữu bật thì thân cư quan có tả phù hữu bật, nó chủ về lạc quan, nó chủ về yêu đời, nó chủ về hào phóng, nó chủ về kết giao, kết nối bạn bè rộng. Có ân quang thiên quý tượng, nổi danh nổi tiếng. Cái cự môn lại đi với đào hồng hỉ, những ngành nghề liên quan đến ca múa nhạc là cũng đắc cách. Ẩm thực liên quan làm đẹp, mang lại cái sự đẹp cho đời.
Tiếp theo có Ân Quang Thiên Quý Tượng nổi danh nổi tiếng, nhưng mà cự môn hóa kỵ thì gì, nổi danh nổi tiếng đi với tai tiếng thị phi. Ở đây có quyền có lộc thì nó chủ về gì, trước tiền hung hậu cát, thân cư quan mà giáp khôi giáp việt, cung thiên di lại có thiên lương, tượng có quý nhân tương trợ nâng đỡ trợ giúp, nhưng mà tiểu nhân không ít. Tiếp theo ở đây thiên di cung có thiên lương, người mệnh thái dương mà cung thiên di có thiên lương thì nên lập thân lập nghiệp phương xa. Thiên lương ở đây ra ngoài được che chở, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi, dễ được quý nhân tương trợ trợ giúp, vân vân. Đấy chính là sao thiên lương. Thiên lương khi đi ra ngoài thì có năng lực học tập, năng lực nghiên cứu, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực làm những cái công việc liên quan đến khoa học kỹ thuật. Có long đức nó chủ về may mắn cát lành, có phi liêm dễ gặp trục trặc thị phi, có sinh mộ vượng đường đi nước bước hanh thông thuận lợi. Và quan trọng cách cục cung thiên di này đại lợi cho nghiên cứu sáng tạo, đó là cách cục dương lương xương lộc. Thêm nữa nó lại vào, nó lại có rất nhiều cát tinh như là thai phụ phong cáo này, lợi danh hơn lợi tài. Có văn xương văn khúc này, lại có khoa quyền song lộc này. Đó, thế nên tổ cung thiên di này lợi lập thân lập nghiệp phương xa. Phúc đức cung có thiên cơ đi với văn xương, đi với khoa, đi với lộc, thai phụ phong cáo, đi với thanh long, đi với sinh mộ vượng. Nói chung nguồn tiền tài nó dư giả, nó dồi dào. Phúc đức lại còn giáp tử vi thiên phủ. Phúc đức có thiên cơ, nó chủ về mưu cơ, nó chủ về sáng tạo, thông minh, trí tuệ. Phúc đức có thái âm thì gì, làm được, chơi được, hưởng thụ được. Tư tưởng tinh thần các thứ là cực kỳ là tốt. Cái nguồn tiền tài là vô cùng phong phú, là rộng. Đó, phúc đức như thế này nó chủ về tâm tính tốt. Mệnh thái dương nó chủ về hào phóng rộng lượng. Thế nên phúc đức như thế này thì cơ bản là tư tưởng tinh thần thoải mái, tiền bạc các thứ dư giả. Thi thoảng là hơi áp lực, hơi căng thẳng, đau đầu thần kinh, dễ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Một là mệnh thái dương. Cái thứ hai cung tật ách có liêm trinh, có bạch hổ tăng môn, có không, có kiếp, có hỏa, có kình đà. Cung phúc đức lại gì, cơ đi với linh, những cái sao ngũ hành thuộc hỏa. Lá số này để phòng cung tật ách, nhưng mà cũng may, cũng may là đại vận cung tật ách là nó tới phải 72 cơ. Đấy, phải tới 72. Thêm nữa thì gì, ở đây là cung tật ách rất xấu, rất xấu như vậy, bé thể chất sức khỏe hơi hơi kém. Thêm nữa là trong cuộc đời sẽ có những cái lần hình thương tai nạn, nhưng vượt qua hình thương tai nạn chủ yếu liên quan đến gì, liên quan xe cộ, dao kiếm kém kim loại, vân vân. Đó là tổ hợp liêm trinh tất sát đi với không kiếp, đi với kình đà, đi với hỏa. Liêm trinh tất sát mà đi với nhiều sát tinh, người ta gọi là lộ thượng mai thi, tức là đi đường, lộ là đường, đi đường là dễ gặp tai nạn rủi ro. Nhưng vì cung mệnh sáng, cung phúc đức hay, thế nên là gì, cung thiện cũng đi ra ngoài là có sao thiên lương. Thiên lương là ấm tinh, tượng là che chở, tức là ông bà gia tiên phù hộ độ trì che chở. Rồi phu thế cung mà có thiên đồng, thiên đồng đi với tả phụ vật, đi với khoa quyền lộc, đi với thai phụ phong cáo, đi với ân quang thiên quý, đi với sinh mộ vượng cũng tốt đấy chứ ạ. Đấy, gần như cung phu thê này là cách cục phản bối, nó chủ về công danh sự nghiệp tốt, nó chủ về bạch thiên đồng, nó bạch thủ thành ra tay trắng làm nên, tức là trong cái cuộc đời của người chồng sẽ có lúc là gì trắng tay, sau đó làm nên. Nó có cô thần quả tú thì gì, nhiều khi là ở gần nhau thì ít xa nhau nhiều. Tả phú với bật thì gì, mệnh lại có thái dương đi với đào hoa văn khúc, thời trẻ lắm người yêu, nhiều người thích, dễ đông người yêu, nhiều người thích. Thêm nữa chồng là ở đây có thiên đồng, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, cởi mở, thông minh, hài hước, dĩ dỏm, vân vân. Mà có ân quang thiên quý là gì, vợ chồng ân tình nghĩa nặng. Ở đây có đào hồng hỉ, nó cũng hay nói hay cười. Có hóa quyền thì đôi khi hơi gia trưởng một chút, nhưng mà cũng bình thường thôi. Tiếp theo có tả phú bật trùng, chồng chủ về lạc quan, yêu đời, ý chí, nghị lực, tinh thần càng về sau càng tốt. Cung phu thệ khá đẹp, cơ nguyệt đồng lương cách, đi với gì, thai phụ phong cáo, ân quang thiên quý, tượng chồng là cũng có danh có tiếng. Nói cung phu thê nó cũng khá là ổn, nhưng có phục binh ở đây thì có nguy cơ thi thoảng sẽ có người thứ ba xen ngang, gây ảnh hưởng xấu đến gia đạo hạnh phúc. Rồi tử thức cung của lá số này thì hơi vất vả này. Tử thức cung vô chính diệu gặp triệt này. Đấy, gặp triệt là chuyện sinh con đẻ cái, nó sẽ hơi vất vả một chút này, có song hao là có sự mất mát này. Đấy, có thiên hình ở đây là hình khác này, sau này khó ở gần nhau, đặc biệt khi có thiên mã chiếu về. Thêm nữa ở đây là gì, đối diện đối cung lại là tử vi tham lang, đi với địa không địa kiếp, đi với hỏa tinh đà la, thế nên là chuyện sinh con đẻ cái số lượng nó không được nhiều. Cái thứ hai là gì, hao tài tốn của. Cái thứ ba là hao tâm tổn trí, vân vân. Mà thân cư quan có cự môn lại lục hợp với cung tử tức. Lá số này mệnh lục hợp cung phụ mẫu, cả đời lo lắng cho bố mẹ. Về trung niên và hậu vận thì cả đời lo lắng cho con cái. Với cung con cái mà có song hao, có điếu khách, có tham lang như thế này, nói chung phải giáo dục con cái nó sát sao một chút. Dễ rơi vào cạm bẫy của cuộc sống. Thêm nữa cung tử tức là nhân viên cấp dưới của mình, mà nhân viên cấp dưới mà có tổ hợp song hao như thế này, rồi tử tham đi với địa không như thế này, thì nói chung là gì, dễ làm cho mình hao tài tốn của, dễ chơi xấu chơi đều mình. Cung tử tức nói chung không lợi cho lắm. Còn đối với con ruột của lá số thì tất nhiên nó phụ thuộc vào phúc đức nhà chồng rồi. Nhìn trong cung tử tức này thì nó không được đẹp lắm, nhưng nó còn phụ thuộc phúc đức nhà chồng anh chị nhé.
Tiếp theo nô vào cung của thiên tướng. Thiên tướng thì bạn bè cơ bản là quang minh chính trực, đứng đắn đàng hoàng, năng lực làm việc tốt. Mỗi tội là thiên tướng có giáp hóa kỵ, thêm nữa là có kình đà hỏa tinh, dễ phát sinh mâu thuẫn xung đột tranh chấp thị phi. Nhưng mà khi mà có thiên khôi ở đây thì gì, trong số những người xấu thì vẫn có những người tốt trợ giúp giúp đỡ cho mình, đặc biệt những người lớn tuổi nhé, tại vì cung thiên di là thiên lương. Có tấu thư bạn bè khéo ăn khéo nói, có thiên mã thì hay đi chơi hay đi du lịch, kết giao kết nối bạn bè phương xa rất là nhiều. Nhưng mà để mà hợp tác đầu tư kinh doanh buôn bán với bạn bè về lâu về dài không nên. Cung nô bộc lục hợp với cung tài bạch, nhưng mà cung nô bộc ở đây là có tuế phá là một, có thiên hư là hai, có kình đà hỏa tinh là ba, và quan trọng ở đây thiên tướng thiên mã ngũ hành thuộc thủy, nó không hợp mệnh thổ. Thế nên để mà nói mà đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán về lâu về dài là cũng không tốt cho lắm. Rồi cung phụ mẫu cũng khá là đẹp. Phụ mẫu có thiên phủ, thiên phủ bố mẹ là ôn dung thuận hòa, thông minh trí tuệ, năng lực lãnh đạo điều hành quản lý vân vân, đặc biệt những cái lĩnh vực liên quan đến tài chính kinh doanh tiền tệ tiền bạc vân vân. Có kinh dương ở đây là có xung khắc, có tang môn bạch hổ, thường là có chuyện buồn liên quan đến bố mẹ, đặc biệt liên quan đến người cha, tại vì lá số này là mệnh thái dương. Mặc dù cái mức độ xung khắc là không nặng lắm đâu anh chị nhá, tại vì sao, thái dương ở đây là miếu vượng, gặp những cái sao nó điều hòa cái tính chất phát xạ của thái dương rồi. Thái dương cũng ngọ là gì, làm người ta phải chói mắt. Đấy, nhưng mà có văn khúc có đào hoa đỡ hơn rồi. Mà thái dương mà đi với đào hoa thì như bông hoa khoe sắc tỏa hương giữa cuộc đời. Rồi tiếp theo cung phụ mẫu nó trụng đẹp, thế nên là dễ được sếp cấp trên cất nhắc nâng đỡ trợ giúp. Đó, nhưng vẫn có sự xung khắc hơi bất ổn một chút này. Tiếp theo cung phụ mẫu đây là giáp âm giáp dương này, giáp xương giáp khúc này, giáp khoa giáp lộc này, thế nên là trụng khá là đẹp. Cung phụ mẫu này đẹp, bố mẹ về mặt tài chính các thứ khá tốt, thể chất sức khỏe khá là ổn. Huynh đệ cung thì hơi bất ổn, vũ khúc phá quân mà đi với hỏa tinh, đi với đà la, đi với không kiếp như thế này thì nói chung là anh em bạn bè, nói chung là anh em ruột, nói chung là hơi bất lợi. Để mà nói gì, ở gần nhau là không hợp, ở xa nhau ra thì hơn, kết hợp làm ăn kinh tế các thứ là cũng không hợp. Anh chị em mà có phá quân đi với thiên mã, đi với sát tinh như thế này thì mỗi người lập thân lập nghiệp ở phương xa, cái công danh cái sự nghiệp của anh chị em thực sự là gì, lên voi xuống chó, thăng trầm bất định. Vũ khúc là cái sao tiền tài, phá quân là cái sao xông pha trận bạc. Thế nên là độ biến thiên của cung độ vũ khúc phá quân mà khi đi quá nhiều sát tinh như thế này thì công danh sự nghiệp của anh chị em thực sự khá là vất vả. Mà khi mà cung huynh đệ xấu như thế này mà lá số này mệnh thái dương sáng đẹp như thế này, thường là người gánh vác lo cho gia đình sự nghiệp hai bên. Đó. Huynh đệ này tiếp theo này tật ách cung rất xấu, thế nên bé thường ốm đau bệnh tật, rủi ro lên cả tính mạng chứ không đùa. Cũng may mà mệnh sáng, phúc đức sáng, cái thứ hai là có sau tuần. Cung tật ách liêm trinh thất sát, liêm trinh thất sát đi với không kiếp, đi với kình đà, đi với hỏa tinh, bạch hổ tang môn. Liêm trinh mà đi với bạch hổ dễ mắc bệnh liên quan đến tim mạch, liên quan đến máu, liên quan đến huyết áp vân vân. Có không kiếp liên quan đến gì, nói chung là rủi ro. Nhưng mà cũng may có sau tuần, tuần triệt đóng ở ách cung thì tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua, và quan trọng là mệnh phúc sáng. Thêm nữa cung tật ách ở đây có thất sát là dễ hình thương tai nạn này. Nhưng mà may mắn nhất vẫn là có cái sau tuần nó chế ngự sát tinh và nó chắn sát tinh ở tam phương tứ chính rồi. Rồi tiếp theo cung điền trạch có tử vi tham lang đi với thiên việt, đi với tứ linh, thường là gì, hợp phát triển ở những nơi chốn phồn hoa đô hội. Tiếp theo nhà cửa các thứ khá là đẹp, khá là rộng này, tử tham, nhưng mà có không kiếp này, có song hao, có hỏa tinh đà la. Nếu kinh doanh đầu tư đầu cơ làm ăn về cái mảng bất động sản thì nói chung là rất rất bất lợi, sẽ bị mất rất nhiều, đặc biệt vào cái vận từ 32 đến 41 nó mất rất nhiều. Thêm nữa mà tử tham đi với không kiếp, đi với song hao, đi với hỏa tinh đà la như thế này thì nói chung là khi mà cung con cái của chị có vấn đề, sức khỏe của chị có vấn đề thì chị nên xem lại cái phong thủy, cái mảnh đất mình đang sinh sống chị nhá, mảnh đất mình đang sinh sống. Tại vì cung điền trạch ở đây tử tham nhưng mà đi với không kiếp, song hao, phá toái, hỏa tinh đà la, đất đai các thứ nếu mà được thừa kế dễ phát sinh là tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột, thị phi, thậm chí cả kiện tụng đó. Rồi tiếp theo đi vào cái đại vận của chị, đại vận đầu tiên thì về cơ bản là sức khỏe nó không được tốt cho lắm, do lục hại với cung tật ách, mà cung tật ách khá là xấu, nguy cơ chết hụt. Cái thứ hai trong cái đại vận này, học hành thi cử công danh khoa bảng khá tốt, nhưng mà nó không được như ý thôi. Đó, không được như ý tại vì thân cư quan nó có cự kỵ. Có được huân huy chương, có được danh hiệu, có được phong tặng, nhưng mà vẫn có cái bất đắc như ý. Đấy, ân quang thiên quý là gì? Ân điển sắc phong, là có quyền, là có lộc, là có thái dương sáng chiếu, nhưng vì có cự kỵ, thế nên là nó chưa được như ý cho lắm. Trong cái đại vận đầu tiên từ 2011 thì công danh sự nghiệp của người cha, những người con trai trong nhà khá là ổn, tại vì thái dương nó chủ về gì, ông cha chồng và con trai. Tiếp theo đại vận thứ hai của chị 12 đến 21, học hành thi cử công danh tốt, thể chất sức khỏe tinh thần tốt hơn rồi. Đại vận này có thiên phủ là đế tinh. Trong cái đại vận này là gì, có tang môn bạch hổ, dễ phát sinh chuyện buồn liên quan đến người cha.
Đại vận 12 31 Kình Dương thì dễ bị hình thương tai nạn, đụng chạm giao kém một chút, nhưng vì thiên phủ nó là đế tinh, nó có chức năng là tiêu tai giải ác, gia tăng tuổi thọ. Thiên phủ bình thường nó là cái sao liên quan đến tiền bạc, kinh tế, tài chính, đầu tư đất đai, kho khố, nhà xưởng. Nhưng với cái đại vận 12 21 thì nó chủ yếu liên quan đến cha mẹ là chính. Còn lại đối với lá số chị là chị 1977 thì chủ yếu nó liên quan thể chất, sức khỏe, học vấn, thi cử thôi. Tốt. 22 31 cũng là đại vận rất tốt của chị. Cơ âm. Đấy, có cô quả thì gì, vợ chồng là gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Cơ âm mà đi với gì, khoa quyền lộc, đi văn xương, thai vụ, phong cáo, thanh long thì lợi về trí tuệ, lợi về tiền bạc, lợi về tình cảm, lợi về danh tiếng, lợi về sự nghiệp, lợi về đầu tư kinh doanh buôn bán. Tư tưởng, tinh thần, trí tuệ các thứ cực kỳ là tốt. Đôi khi là có một chút căng thẳng áp lực thôi do sao linh tinh. Còn đại vận này thì gì, trí tuệ tốt, sự nghiệp tốt, công danh tốt, danh tiếng có, nói chung là phát thời tuổi trẻ. Còn sang cái đại vận 32 rất xấu. Đầu tiên là xấu về mảng cái đất đai, phong thủy, đầu tư kinh doanh buôn bán đất đai. Cái thứ hai, cung điền trạch xung của cung tử tức thì gì, hao tâm tổn trí về con cái. Cái thứ ba, nếu mà hợp tác làm ăn kinh doanh với anh em bạn bè đối tác thì dễ mang lại sự thua thiệt, dễ mang lại sự thua thiệt. Đại vận này có tham lang đi với song hao thì có kiếm được bao nhiêu thì nói chung là cũng chi hết. Đấy, có không kiếp là dễ bị lừa, dễ bị mất mát. Nhà rất dễ bị trộm cướp trong cái đại vận này, và thậm chí trong cả cái cuộc đời khi mà cung điền trạch có không kiếp, có song hao, hỏa tinh, đà la, dễ bị trộm, dễ bị mất mát. Nói chung 32 41 là cái đại vận rất xấu. Càng tham vọng bao nhiêu thì càng mất bấy nhiêu. Tham lang là đại diện cho tham vọng, tiểu sắc, tài khí, danh lợi, nhưng mà gặp không kiếp, song hao, hỏa tinh, đà la, nói chung là càng tham thì càng dễ mất. Cái tử vi là đế tinh, là vua, là quản lý, là gì, nâng cao sự nghiệp, là danh tiếng, là quyền uy. Nhưng gặp những cái tổ hợp sao như thế này thì nói chung là có tiếng không có miếng. Thế nên với những cái đại vận 32 đến 41 thì làm những cái công việc liên quan chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu, sáng tạo thì dễ có cái thành tựu đột phá. Dễ có thành tựu đột phá, tử vi mà, tử vi đi với không kiếp, hỏa đà. Còn 42, 51 thì công việc các thứ dễ trục trặc thị phi này, dễ sinh ra bất mãn này, đố kỵ này, chèn ép thị phi này. Trong cái đại vận 42, 51 thì gì, nó cũng năng động, nhanh nhẹn. Bình thường người Thái Dương rất năng động, nhanh nhẹn, tháo vát. Thế cũng có tả phụ bật gì, kiêm nhiệm nhiều công việc vất vả nhưng mà thành quả lại gì, không được như ý. Con quang thiên quý nổi danh nổi tiếng, nhưng mà gặp hóa kỵ gì, danh tiếng đi với tai tiếng, đi với thị phi. Tiếp theo trong cái đại vận này có quyền, có lộc, cũng lợi về công việc, sự nghiệp, quyền uy, tài lộc, kinh doanh. Nhưng về cơ bản rủi ro nhiều, rủi ro nhiều, nên vẫn là làm chuyên môn khoa học kỹ thuật, nghiên cứu thì tốt hơn. Những ngành nghề liên quan ăn nói, truyền thông, bán hàng, marketing, chia sẻ kiến thức thì đắt cách hơn. Còn đầu tư kinh doanh buôn bán trong cái đại vận này gặp cái chữ thiên không như thế này rất dễ trắng tay. Còn năm 2061 thì đại vận thiên tướng. Trước hết là gì, thiên tướng nó chủ về thể chất, sức khỏe tốt. Thiên tướng mà gặp thiên khôi thì dễ được quý nhân, cao nhân, trưởng bối, cấp trên nâng đỡ trợ giúp. Có thiên mã thì gì, có thể là gì, phải thay đổi công tác, thay đổi vị trí, hay đi công tác nhiều. Thiên tướng mà đi với tấu thư, đi với thiên phúc cũng lợi với công việc và sự nghiệp. Nhưng mà để mà nói đầu tư kinh doanh buôn bán thì nó cũng không hợp, có kình, có hỏa, có đà, đặc biệt là khi kết hợp lại càng không hợp. Thiên tướng cũng là sao lợi về công việc sự nghiệp thôi. Nó không quá lợi về tiền bạc. Mà lá số này thì mệnh Thái Dương nó chỉ lợi về quan quý, lợi về công danh sự nghiệp thôi, còn nếu mà nói đầu tư thì cũng không tốt lắm. 62 71 thì thiên lương đi với long đức, đi với đế vượng, thể chất sức khỏe tốt, ốm đau thì nó cũng không đáng ngại. Cái thứ hai, 62 đến 71 đại vận gì, đại vận này có khoa quyền, song lộc, xương khúc, nói chung là về già an nhàn, thanh thản, thể chất, sức khỏe, tinh thần các thứ rất là tốt. 62 71 62 71 một cái đại vận tốt. 72 81 thì rất xấu, xấu về mọi việc, công việc, sự nghiệp, tiền bạc, tình ái, đặc biệt là tham gia giao thông, đi lại, nói chung là mọi sự hết sức cẩn thận. Khi vào cái đại vận 72 81 một cái đại vận rất xấu của chị. Liêm sát, lộ thượng, mai thi, khi đi với không kiếp, bạch hổ, tang môn, kình, đà, hỏa tinh. Đấy, liêm trinh công danh này, liêm trinh giao tế, giao tiếp này, liêm trinh các mối quan hệ này, liêm trinh là sự nghiệp này, thất sát cũng sự nghiệp. Đấy, như thất sát sao cũng ảnh được kim. Nhưng mà gặp không kiếp, tang hổ như thế này thì thực sự là nó cũng nan giải. Thế nên 72-81 thì gì, tu tâm dưỡng tính, rèn luyện thể chất sức khỏe là cực kỳ tốt, là tốt nhất đối với chị. 72-61 là lại vận xấu nhất cuộc đời của chị nên thận trọng. Tiếp theo năm 2024 của chị. 2024 thì Thái Dương gặp hóa kỵ, gặp lưu tang, lưu hổ. Gặp lưu tang, lưu hổ, nói chung là những người con trai trong nhà thể chất, sức khỏe, tinh thần nó sẽ hơi kém một chút. Đấy, ví dụ như là ông, ví dụ như là cha, ví dụ chồng, ví dụ con trai, hình ảnh của Thái Dương. Cái tiếp theo, Thái Dương đi với hóa kỵ, gặp lưu tang, lưu hổ thì gì, tư tưởng, tinh thần của chị là dễ phát sinh buồn phiền, dễ có những cái quyết định sai lầm, chị nên thận trọng.
Thái Dương gặp Hóa Kỵ, gặp Lưu Tang, Lưu Hổ. Chuyện tình cảm, chuyện tiền bạc đầu tư năm 2024 của chị là chị nên thận trọng một chút. 42, 51 là nó không tốt về chuyện đầu tư tiền bạc cho lắm. Thái Dương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Đào Hoa gặp Hóa Kỵ hơi bất lợi. Lưu Thái Tuế và Cung Phu Thê gặp Cô Quả, Thiên Đồng là cái sao biến động thay đổi dễ phải xa chồng. Tiếp theo, Lưu Lộc, Lưu Mã và Cung Tài Bạch. Mà Cung Tài Bạch của chị tốt như thế này thì cứ động là sinh tài, đi là sinh tài, vân vân. Tốt. Lưu Kình Dương, Cung Tử Tức thì lại xung khắc xung đột với con cái rồi. Lưu Kình gặp Kình Dương hơi bất lợi. Lưu Đà La và Cung Tật Ách có cái bệnh nho nhỏ nó cứ kéo dài, chữa nó không khỏi. Tiếp theo là tiểu hạn năm Thìn của chị ở cung Phúc Đức, Thiên Cơ, Thái Âm đi với Xương Khúc. Thái Dương gặp Hóa Kỵ ở cung Mệnh, nhưng mà tiểu hạn được Thiên Cơ, Thái Âm đi với Xương Khúc thì bằng kiến thức, bằng trí tuệ, bằng sự thông minh của chị, bằng tài hoa tài nghệ của chị thì sẽ giải quyết được hết, mặc dù nó sẽ hơi đau đầu nhức óc một chút. Cơ đi với Linh. Đấy, hạn mà đến Thiên Cơ thì tính đâu được đấy. Đấy, bình thường Thái Dương gặp Hóa Kỵ là dễ gặp sai lầm, nhưng mà khi mà cơ đi với gì, Khoa Quyền Lộc đi với Xương Khúc như thế này thì về cơ bản là gì cũng không nên chủ quan, tốt thì có tốt nhưng vẫn rủi ro. Tiếp theo, hạn mà đi với Hóa Khoa Văn Xương lợi với công việc sự nghiệp dễ được thăng tiến, nhưng mà cũng phải qua thị phi đấu đá thì mới thăng tiến được. Hạn mà gặp Thái Âm đi với Hóa Lộc thì lợi về tiền bạc đầu tư kinh doanh buôn bán. Tiếp theo là năm nay là chị 48 tuổi. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 tuổi cung Phụ Mẫu và sao Thiên Phủ. Thiên Phủ đi với Kình Dương, Tam Môn, Bạch Hổ. Mà cung mệnh của chị Thái Dương lại ghi Lưu Tang, Lưu Hổ. Như vậy là năm nay liên quan đến người cha trong nhà xem ra là gì, sẽ có vấn đề. Ví dụ có thể chất, sức khỏe, tinh thần, sự nghiệp nó sẽ đi xuống một chút. Đấy là cái đầu tiên. Cái tiếp theo, hạn mà đến Thiên Phủ. Thiên Phủ thì lợi liên quan đến gì? Tiền bạc, kinh tế, tài chính, đầu tư, đất đai, nhà cửa. Như vậy năm nay của chị nó cơ bản là gì? Đường công danh sự nghiệp dễ gặp trục trặc thị phi nhưng mà cũng rất dễ lên. Cái thứ hai liên quan đến tiền bạc đầu tư kinh tế thì về cơ bản cũng tốt, thu nhập các thứ dồi dào, nói chung tiền bạc các thứ dư giả sung túc, thể chất sức khỏe cũng tốt, nhưng mà tinh thần nó sẽ hơi kém một, tinh thần đôi khi nó sẽ gặp căng thẳng một chút do cơ đi với Linh. Nói chung hạn năm nay cũng khá là tốt, khá là ổn này. Nhưng mà nói về cái chuyện đầu tư làm ăn lớn thì trong cái đại vận 42, 51 nó không tốt lắm. Thế nên khi mà gặp cái năm nó khá khá như thế này thì nó gọi là gì? Cơ bản là nó tốt nhưng mà nó tốt nhỏ nhỏ thôi. Thế nên đầu tư làm ăn lớn thì chị nên thận trọng một chút. Tiếp theo là lưu ý đến chị các tháng cát hung cho năm 2024. Đây, tháng 1 này liên quan đến chồng, liên quan đến sự nghiệp là vui buồn lẫn lộn. Tháng 1 dễ thăng quan tiến chức này, lợi về công việc sự nghiệp này. Tháng 1 có sự ổn định nhưng có cô quả thì dễ phải xa chồng. Tháng 2 thì công việc sự nghiệp tiền bạc kinh tế biến động rất rất lớn, mà biến động theo có xu hướng xấu. Nếu không đầu tư kinh doanh buôn bán, không làm liều thì không sao. Còn nói chung tháng 2 nó dù về nhiều cái sự vất vả về mặt tiền bạc, về mặt kinh tế, bất lợi về các cái mối quan hệ. Đấy là tháng thứ 2 nói chung nhiều bất lợi, áp lực, căng thẳng, đau đầu, trắc trở thị phi, bế tắc một chút trong công việc. Tháng 3 dễ gặp trục trặc thị phi liên quan đến sự nghiệp, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, thương hiệu. Tiền bạc, vận trình đào hoa nó không được tốt cho lắm trong tháng 3. Tháng 3 và tháng 4 là gì? Những người con trai trong nhà dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 4 công việc sự nghiệp tiền bạc kinh tế khá là ổn, sức khỏe khá là tốt. Tháng 5 của chị cũng tốt này, tốt về trí tuệ, tốt về tiền bạc, tốt về danh tiếng, tốt về học hành, tốt về nhiều mặt. Tháng 6 thì rất bất lợi về các mối quan hệ, bất lợi về tiền bạc, bất lợi về tình cảm, sự nghiệp. Nói chung là tháng 6 là tháng cực kỳ bất lợi của chị nên thận trọng. Tháng 2 và tháng 6 rất xấu chị nhé. 2 và 6 rất xấu. Tháng 7 cũng là tháng bất lợi về công việc sự nghiệp, dễ gặp trục trặc thị phi, mang tai mang tiếng là tháng 7, nhưng được cái có quý nhân trợ giúp. Tháng 8 lợi về công việc sự nghiệp, công việc là dễ phải đi lại, đi công tác nhiều, thay đổi môi trường sống hoặc là gì, cái công việc có cái sự biến động rất là nhiều nhưng cơ bản biến động tốt là tháng 8. Tháng 9 có quý nhân trợ giúp, gặp may mắn, lợi danh, lợi tài. Tháng 10 thì rất bất lợi, đặc biệt liên quan đến công việc sự nghiệp và cái chuyện liên quan đến đi đường, nên thận trọng, các mối quan hệ không tốt cho lắm. Tháng 11 tốt, tháng 11 tốt, công việc sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm nhiều cái tốt. Tháng 12 thì dễ gặp trục trặc thị phi, hao tài tốn của, đầu tư dễ gặp sai lầm và rủi ro. Như vậy chị chú ý cho em vào tháng 2, 6, 10 và 12. Thêm nữa là tháng 3 nữa, 2, 6, 10 và 12, thêm tháng 3. Rồi, xin chào anh chị. Nếu mà có nói nhanh thì em mong anh chị thông cảm. Nhiều khi nó vào cái mạch nói, thế nên là nói nó hơi nhanh. Và xin chào, xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe ạ.